Dạ vâng, đầu tiên em xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi vào kênh Nguyên em nhé. Đây, hôm nay em tiếp tục lên sóng tiếp một cái cặp loa của cái thương hiệu Đài Long nhá quý vị nhá. Đấy. Em này thì có mã là ME55. Đấy. Đấy, em quay lên để cho quý vị nào mà đang cần một cái cặp loa để làm loa trả lời karaoke, hay là cần một cái sản phẩm để nghe nhạc nhá, hay là bác nào mà đang có cái bộ dàn mà loa nó có bị trục trặc hay gì đấy nhá, thì có thể nhấc ngay cái cặp này về để làm thay thế nhá. Đấy. Trước màn hình của quý vị đang xem thì đây là tổng quan về cái cặp ME55. Đây. Đấy, em này về thì phải nói là loa khá là chất nhá. Đấy, rất là chất luôn. Đấy, thường thường thì những cái dòng như này quý vị nhá, những cái dòng này thì bên em sẽ không bán rồi. Bởi vì đơn giản là vì nó về theo bộ. Đấy, bây giờ bán mà loa rồi thì không hiểu cục bán thế nào nữa. Đấy. Các gì mà ăn đũa một trước nhá. Đấy. Thế nên là đấy, hôm nay có cái đôi này nó về lẻ nhá. Thế nên là em để lại cho quý vị nào mà đang cần nhá, hay là quý vị nào mà muốn làm loa trả lời karaoke, hay là nói chung về làm gì thì tùy quý vị. Đấy, thì liên luôn cho bên em nhá. Qua số điện thoại là 0966 594 581. Địa chỉ bên em thì 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận 5, Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Địa chỉ bên em thì cách bến Mỹ Đình nó chỉ khoảng 300m thôi. Từ mặt đường Phạm Hùng vào. Đấy, quý vị nào có thể đến trực tiếp thì càng tốt nhá. Đấy, còn quý vị nào ở xa thì trước khi gửi hàng thì bên em sẽ có cái video là test cho quý vị, đảm bảo cho quý vị là bát tép hoạt động đầy đủ ok thì bên em sẽ gửi hàng cho quý vị nhá. Ok, bên em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết về sản phẩm nhá. Đấy, thì đây loa ở đây thì sử dụng cái tông màu là một tông màu cánh dán quý vị nhá, dạng kiểu vân gỗ. Đấy, màu cánh dán mà là vân gỗ. Thực sự thì những cái dòng kiểu màu như này nó rất là sang. Đấy, quý vị có thể kết hợp ở trong phòng khách. Thứ nhất là nó tăng cái độ giá trị thẩm mỹ của cái sản phẩm, cũng như là nó góp phần làm đẹp cho thêm cái không gian mà mình cái phòng khách mình ngồi mình trò chuyện nhá. Đấy, ngoài cái về mặt hình thức thì nó còn có cái chất âm thì quý vị biết rồi, Đài Long thì cái chất âm luôn luôn lúc nào là đi đầu luôn nhá, chất âm luôn luôn là đi đầu. Đấy, cái chất âm nó đưa ra đánh rất là ấm này, cái tiếng bass đánh rất là sáng và rõ ràng, nghe thực sự là rất là phê. Đấy. Đấy quý vị nhá. Đây các góc cạnh đều rất là ok. Đấy. Em này thì sử dụng cái chất liệu bass, đây là bass màng carbon kết hợp với dạng gân, ở đây là gân cao su, dạng gân lồi ra. Đấy, dạng gân này là rất là dày. Đấy. Thì nó sẽ cho cái chất âm đưa ra nghe tiếng bass nó rất là ấm và lệnh tai. Đấy. Tép vào đây quý vị nhá. Đấy, dạng tép này nhìn rất là phê. Đến ngay như cái lỗ thông hơi của loa nhá, họ cũng làm rất là cách điệu đấy. Được bao bọc bởi một cái nhựa cao cấp này, nhựa dẻo cao cấp nhá. Đấy. Nhìn nó tạo sự thẩm mỹ thêm cho chiếc loa. Dạ vâng, đây là mặt sau của loa quý vị nhá. Công suất của loa là 50W, tổng hai loa lên tới 100W quý vị nhá. Tổng hai loa lên tới 100W. Trở kháng tầng trước nó là 6 ohm. Đấy. Một thương hiệu của Đài Long, có mã là ME55. Đấy. Các góc cạnh các mặt thực sự là về rất là ok. Hơn thế nữa nhá, thì em này về có căng đầy đủ. Căng đây quý vị nhá, căng đây. Đấy. Thì cái hàng bá quý vị cũng biết rồi, cái vấn đề mà là xước sát hay là bụi bẩn thì cái đấy hết sức bình thường. Cái đấy thì nó là hàng bá thì đương nhiên rồi. Đấy. Còn quý vị nào mà muốn nó cầu kỳ hơn một chút nữa thì có thể về vệ sinh thêm nhá. Đấy, thì giá cặp này em để cho quý vị là 1250 quý vị nhá. Đấy, 1.250 là quý vị nhấc ngay cái cặp này về. Đấy. Thực sự là những cái cặp như này mà nó đi theo bộ thì giá nó khoảng, tính ra thì nó khoảng 1.500.000, nó khoảng tầm 1.500.000 đấy. Nhưng tuy nhiên thì đấy, con này nó về nó hơi lẻ một chút thì thôi. Để cho quý vị nào cần nhá, giá là 1.250 đấy. Quý vị nào chốt thì alo luôn cho bên em nhá. Đấy, qua số điện thoại 0966 594 581 nhá. Địa chỉ thì em để trên tiêu đề, số điện thoại em để trên tiêu đề. Đấy, quý vị nào có quên thì có thể nhìn trên tiêu đề nhá. Đấy, bây giờ em sẽ mời quý vị nghe thử một đoạn chất âm nhá.
Vừa rồi thì quý vị đã thưởng thức một đoạn chất âm của cái đài lồng nhá. Thực sự cái tiếng bát nó đánh ra mà nghe nó chắc mà nó cảm giác nó ấm, nghe nó thực sự nó rất là phê nhá. Đấy, không hiểu là quý vị không biết là quý vị nghe qua điện thoại thì có cảm nhận được không. Nên thực sự là lúc mà nghe trực tiếp thì thực sự rất là phê quý vị ạ. Đấy. Ok. Thì bát của em này quý vị nhá. Bát em này thì là bát ở đây là bát 13 thì phải, có vẻ là 13 14 gì nhá. Đấy. Cao rộng của loa nó rơi vào khoảng 16 đến 17. Sâu của em này nó khoảng hơn 20 một chút. Đấy, nó khoảng 25. Cao nó khoảng rơi khoảng 27 quý vị nhá. 26 đến 27 gì đấy. Đấy. Bát này rơi khoảng bát 13 14 gì đó quý vị nhá. Bát 13 14. Ok. Em xin phép được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp quý vị tại video tiếp theo bên em nhé.